vàng lào thì mưa vẫn đi ngang và trong trái chết tôi chịu kéo tôi gà sắp gì trời à, sao tự nhiên tôi nhảy không chết mà không nhảy nữa ta. Thôi 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 thôi, thôi tôi ma rồi trời ơi phải mà quá chưa biết làm gì nhưng mà chuyện đầu tiên là phải sành xíu anh ra là sau đó tôi về. Tôi hiểu bạn rồi nha bạn nha. Cuốn pháo sau cuốn pháo. Ok rồi rồi bạn xuống pháo bạn xuống gì xuống đi rồi đó bạn muốn xuống thì bạn xuống đi ok bạn rồi đó rồi. Cho quay với nha, cho quay với Tú.
Anh ơi em không đánh quân ý đâu. Không đánh quân ý đâu. Quân à? Không không. Lấy bản nhé. Lấy bản nhé. Lấy bản nhé. Đánh đâu. Bên đó có quần nào đó. Bên đó nó chưa thấy ai hết luôn thiệt. Trời ơi, chị chơi. Trả lời, ngu quá rồi. Bao ván rồi, khổ quá. Trời ơi, ông đang ghét tôi mà bao nhiêu. Lần trước vừa ăn xong lại tôi, ông sợ quá. Em đứng xe này. Bây giờ bể nó đi dưới rồi nha. Đó, không tất nó tiêu. Tất tiêu nữa. Cho là được tí anh dẫn đàn kiều quá.
Nếu tôi biết đánh ai chắc hai cái cái. Đúng không? Anh cũng là cao rồi. Cao khỉ. Tôi mà cao cái gì mà cao. Cao rồi. To lắm. Tôi mà cao cái gì. Cao cao. To lắm. Cao cái gì mà cao. Cao mà giờ lấy chắc hai nước. Trước khi mới chia tay hơn chốt liền dễ gì đứng đó tám nước trước xe nữa này tám nước sau Yeah.
Gần kìa không? Gần kìa chứ? Tốt mấy giờ tốt. Đây. Mà không thấy tôi dẻo không? Lừa, vẫn lừa luôn. Mà không thấy tôi dẻo không? Mà không thấy tôi dẻo không? Dẻo nhất mà tôi đá đây, tí ăn đây luôn. Mà thấy tôi dẻo không? Dẻo, dẻo cực luôn. Cực là dẻo sao? Không nhận dẻo. Đó, dẻo gì mà để ba hai ba trái vô mặt rồi dẻo gì. Rồi xong rồi. Cũng mình đi sao mà cũng ma ma thua luôn ta. Chết rồi. Thank you.
sáng tạo nhá. Anh công nhận sáng tạo đấy. Không không em không. Công nhận anh sáng tạo em thấy đường cờ của anh đỡ. Chất. Rồi. Đường cờ của anh. Em nói là đường cờ của anh nó chất nữa. Đường cờ của anh là nó sáng tạo thế giới đang đẹp đẽ nhưng mà những cái sáng tạo của anh nó làm hỏng hết cả mọi chuyện luôn. Cũng là sáng tạo nhưng mà người ta sáng tạo không được. Không đi đâu, anh hay chứ. Hay không? Hai tiền nặng kinh khủng luôn. Đóng cửa gì? Mà làng ngon cũng chết không nữa. Rồi, tan con ngựa đi, không ăn. Ngu rồi. Sợ thật luôn. Mà mật huyết nó vào. Cái tiền là hai tiền nặng. Chưa gặp ai mà anh nặng nhỉ. Đây. Bác cho hai tiền là dễ lắm. Anh gặp anh như gặp cướp. Hơn gặp cướp lừa tôi dày. Cái mặt thấy muốn lừa tôi rồi. Gặp anh hơn gặp cướp luôn. Thế cùng đùa nhau không? Mày hơn gặp cướp luôn, sợ luôn. Nó đẳng cấp. Đường cờ của anh nó là tinh tuyển rồi. À. Tinh tuyển Sài Gòn rồi. Anh ngọc. Chưa hiểu mà nói cái gì đấy, tại nhìn thấy anh mà em thì sợ luôn. Chạy ra chém đấy. Kinh không? Không được, từ bỏ ý định đi, người anh em không? Anh em từ bỏ ý định đi. Anh em sẽ pháo đi lười. Người anh em sẽ pháo đi lười. Được rồi. Kinh nhỉ? Nghe em nghe không? Khá là tôi chơi sao? Em đá kết nét luôn. Chào từ xa. Để anh đừng gọi em đánh cờ nữa. Em xảo, cả xảo lắm. Hai tiền đánh nặng. Cửa gì? Hai cuộc đánh xe.
hiểu không? Người anh em mình là nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới gặp mặt. Không hiểu không nữa chứ. Có thêm một hài, các chuyện rất bình thường thôi. Anh sao vậy? Có gì đâu mà hài. Hâm mộ anh không được rồi. Bay đây chiếu, chiếu ăn xịn. Bài là đó còn nghe. Ngày xưa chắc hay đọc truyện cổ tích đúng không? Ngày xưa hay đọc truyện cổ tích, người nghe một con những chuyện hoa buồn. Không, làm gì có chuyện ý. Ý là chuyện gì? Chuyện lên đây. Tự nhiên cái chuyện ý. Ý định của anh lên đây, lên đây chọc lên gì vậy? Tự nhiên cái chuyện ý. Chuyện ý là chuyện gì? Chuyện ý. Tự nhiên cái chuyện ý. Chơi luôn. Chuyện ý là chuyện gì? Thank you.
ghê. Kỹ ta. Đúng đi đâu khu cái bàn lãng xẹt không? Con chết cái cờ ấy, nó rất là lãng xẹt một xíu. Chỉ có anh thắng người này cao thôi, người khác thắng là may đi đâu. Vậy? May mà. Làm sao? Em may thôi mà, có nói gì anh đâu. Công nhận cười may. Thắng ra từ sáng rồi. Em thì làm sao đã hiểu đó. Mình em chưa hiểu đâu. Mình em còn học nhiều. Đánh ta từ đầu giờ là tối tăm mặt mũi. Hiểu lắm rồi. Hiểu lắm rồi. Mà họ nói nó hiểu gì đi gì đánh ta từ đầu đến giờ tăm lắm rồi. Chưa hiểu bạn nói gì luôn á. Chưa hiểu bạn nói gì luôn á thiệt. Tao ra có đánh nhau. Đó. Cầm phao giáp còn giết người. Cầm phao giáp còn giết người, cứ đánh nó đúng căn bản lắm. Chuyện hoang đường. Ui dồi, cao nhờ. Cao không? Chết cây à? Quấn đây. Cây mà cây. Cây tối đây. Quấn nó quấn nó cây gì tối. Đéo đưa anh em nha, mà đéo là sao? Nhầm. Sorry. Sorry, cô bảo nghe chưa? Nghe em nói sao? Nghe em nói chứ. Bất kỳ. Nói anh cái đồng này nó tưởng là. Dạ, đồng nha. Bây giờ bật đây. Ăn mã lên đúng không? Dạ, dạ. Rồi sao? Thank you.
xuống. quỷ tới chính xác rồi, quỷ tới cào từ mày nhìn mày đủ sức thành cái mạng tiếp rồi. Mình đi dây vào phải không, đi dây vào này thiếu rồi là tôi sao. Ôi còn gì mà giờ đây sao tôi nhớ thương đành là mãi vậy. Lên một liều 37 cũng liều. Thank you.
mẹ này bắt ảnh chứ trời quỷ. Giờ mũ rồi cũng nhìn thấy được rồi.